Tại sao trong người tôi cứ biến chuyển lạ lùng? Biến chuyển thế nào trong người ông ra sao? Sao nóng cháy cả ruột gan và chuông dáng mặt mày? Ôi sao mà bại hoại cả tứ chi như côn trùng rắn rít bò khắp châu thân, nghiệp dạng triệu thu muôn đang chui vào thể xác. Theo như tôi biết thì đó là triệu chứng phát khởi của bệnh cùi. Trời, tôi mắc bệnh cùi nghĩa là bà vừa cho tôi uống hai chung rượu độc. Không, không, đó là rượu quý Nhượng Phong dành khi hợp cần giao bôi. Ơn bà lo lắng. Tôi phải đi. Không, tiên sinh. Hay là bà cần tôi ở lại? Không, tôi mời tiên sinh ở lại để xem tôi uống hết rượu trong bình, chứng tỏ rằng tôi không đầu độc tiên sinh. Tôi muốn chết, muốn hình hài này ghê tởm. Tôi uống đây. Khoan, bà không nên uống. Bà ơi, dù tôi ghét bà, dù tôi tàn tật, tôi vẫn cầu mong cho bà trăng da dài tóc. Tôi thành phế nhân, tôi sầu có một, bà thành phế nhân, tôi khổ đến trăm lần. Tại sao vậy? Tại vì bệnh của tôi, bệnh của tôi đang đến hồi nguy kịch. Tiên sinh, tiên sinh, trời, Tân Xuyên, Tân Xuyên
chết rồi từ khi võ công đã mất. Và được bà cũng hay chung rượu độc trước khi chôn. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, chỉ còn lại chăn dư âm thôi. Đại gia thì khó sống. Tên mày là tên gì? Lôi Đầu. Gì? Hả? Lôi Đầu. Tại mày tên gì? Lôi Đầu. À, Lỗ Đầu hả? Không phải. Biệt hiệu của tao là đệ nhất cao thủ Năm Ao Níu Lưng Lôi Đầu. Dữ vậy lận. Giờ hôm nay tao sửa tên mày lại là đệ nhất cao thủ rách áo gãy lưng lỗ đầu. Ê, không được. Không được vậy là không được vậy.
Tại sao? Tên ấy là do sư phụ của tao đặt, mày không có quyền sửa đổi. Sư phụ của mày là ai? À đây. À, ông đây à? Tên là chi, họ là gì? Mày không đáng hỏi. Đau quá, đau quá. Chết mày chưa? Nè, tên mày là chi, họ mày là gì? Để tôi nói. Tên tôi là Quách Tám, đại đệ tử của chấp pháp đường chủ Thanh Thành Thái. Thế ra nhà ngươi là học trò của Tân Nhị Ca. Còn ông? Tao là tam đệ của chấp pháp đường chủ, mày phải gọi bằng sư thúc. Vậy sao? Dạ xin lỗi sư thúc, vì mới được sư phụ thâu nhận nên dạ nên tôi không biết. Sư phụ của nhà ngươi hiện ở đâu? Dạ trưởng môn nhân của Thái Sơn phái đã thuận ý đưa sư muội là Chiêu Cơ sang đây thành hôn với trưởng môn nhân của chúng ta, nên sư phụ của tôi bận hộ tống chiếc xe của cô dâu. Sư phụ của nhà ngươi đang hộ tống chiếc xe của Chiêu Cơ? Dạ, còn bảo tư phi ngựa gấp về đây báo tin để chuẩn bị đón rước. Mày khỏi báo tin, ở đây cũng đã chuẩn bị rồi. Mày không thấy tao đang quét dọn hay sao? Thưa sư thúc, tôi muốn gặp sư cô Bảo Trân, vì sư phụ của tôi có nhắn 3 điều 4 chuyện. Nhị ca nhắn tin về cho ta, nhắn thế nào vậy? Lôi đầu, Quách Tám, hãy vào trong, ta nói lại với Bảo Trân. Theo tao mày. Dạ quên, mời sư huynh. Khoan. Sư muội, thiết tưởng sư muội đừng nghe tin tức ấy. Tại sao vậy? Có lẽ sư muội đã biết Chiêu Cơ sắp sang đây kết duyên với đại ca trưởng môn nhân để xóa tan hiềm kích giữa hai môn phái Thanh Thành và Thái Sơn. Cách đây 3 tháng, khắp võ lâm đều ngạc nhiên về tin ấy, cùng lúc với tin nhị ca đơn thân độc kiếm làm khiếp giết bọn hào kiệt Thái Sơn. Nhưng khoảng đường từ đây đến tổng đàn của Thái Sơn phái đi chậm nhất là 2 tháng là cùng. Thế mà đã 3 tháng rồi. Đã 3 tháng rồi. Mà nhị ca vẫn chưa tới nơi này. Lạ thật. 3 tháng ấy, trừ 2 tháng đi đường, còn thừa 1 tháng. 1 tháng có trăng tròn, lá rụng, sương rơi, chim reo, hoa nở để cho cô đơn thức giấc, khát vọng chồm lên. Sư huynh muốn nói? Muốn gợi ý để sư muội tưởng tượng xem trong 3 tháng gần nhau đã có chuyện gì xảy ra giữa Chiêu Cơ và Nhị Ca. Hẳn là nhiều chuyện lắm. Im đi! Nhị ca có lắm chuyện nhiều điều, hay là do sư huynh nhiều điều lắm chuyện? Đúng cả hai. Đối diện với giai nhân nơi thanh văn thì 10 người con trai như 1 đều sẵn sàng nhiều chuyện lắm lời. Chuyện đôi mắt của huynh muốn nhìn vào đôi mắt xanh của muội để soi hình. Của bàn tay lẻ loi cô độc cần nghỉ làm quen với bàn tay ngà ngọc. Chuyện nghi bờ môi cao khát mờ môi, chuyện đó với đầy sông chung muôn đời. Sư huynh hải ngừng những hành vi kim nhã, tình cảm sát thân này đã trao cho nhị ca tất cả. Quân cũng biết rồi, sao còn cợt thiếu lối lạ. Nhưng nhị ca chẳng thủy chung, đã phụ vàng ngày bảo trân. Đứng im! Từ đây sắp tới, tôi cấm sư huynh nói xấu nhị ca. Khoan! Sư muội! Sư muội! Hà Đô! Người anh em là ai? Sao lại biết tên tôi? Biết tên ông đâu có khó khăn gì. Biết được người dạy võ nghệ cho ông và ông phản bội người ấy như thế nào mới là khó chứ. Có chi mà sửng sốt. Người dạy võ nghệ cho ông phải chăng trước kia là trưởng môn nhân của phái Thanh Thành, thân phụ của trưởng môn nhân hiện thời? Im! Sư phụ của ông thương ông hơn con ruột, đi đâu cũng dắt ông theo.
Nhân chuyến đi đến tổng đàn của Thái Sơn phái để phân giải mối bất hòa, ông đã thừa cơ hội khất nhượng sư phụ và xô xuống hố sâu. Thôi thôi, ta chẳng muốn nghe. Hãy câm miệng lại, đừng nói năng lộn xộn. Hà đô này chưa biết tướng tài. Tôi muốn hỏi ông, tại sao tán tận lương tâm ám hại trưởng môn nhân, rồi nói rằng bị tích thất tung, làm cho Thái Sơn phái và Thanh Thành lòng thù nghịch nhiều thêm? Ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện riêng tư, đó là điều tối kỵ của Võ Lâm. Nhưng nạn nhân của ông lại nhờ tôi đến đây hỏi tội kẻ phản sư, có là điều cấm kỵ hay không? Thế ra lão già ấy chưa chết. Tình cờ tôi gặp người, và người truyền võ thuật cho tôi. Ta phải tìm lão để giấu mất tên chứng nhân nguy hiểm đó. Chậm mất rồi. Tôi đã đưa sư phụ đến hang động khác trước khi tìm ông tra vấn tội tình. Đừng vội đắc chí, xuất thủ đi. Thưa sư phụ. Chuyện gì? Đệ tử đứng trên chiến vọng đình, thấy một cỗ xe sông mã đang tiến sát chân núi. Có lẽ chấp pháp đường chủ vừa về tới, mạo bẩm với trưởng môn nhân thân hành ra đây tiếp đón tân nương. Tuân lệnh. Ông đang bận chuyện, vậy tôi xin cáo từ. Vì sư phụ không dặn tôi trừ khử ông, mà chỉ dặn tôi ngăn cản không cho ông làm việc ác. Vậy ông nên nhớ, khi nào ông dở thủ đoạn bất lương là có tôi xuất hiện. Chào ông. Tất cả đường chủ của Thanh Thành phái hãy tề tửu đầy đủ tại chính đường để mừng ngày giao hòa giữa Thái Sơn phái. Xe dâu đã đến. Các đệ tử đời thứ hai, thứ ba hãy chuẩn bị chào trưởng môn nhân và tân nương. Nói đi muội muội. Thôi đi, muội không nói đâu. Kìa, sao không tự nhiên lại giận? Chứ ai bảo nhị ca về trễ, đường đi chỉ có 2 tháng à, mà nhị ca đi tới 3 tháng trường lần. Đó là huynh phải ở lại tổng đàn Thái Sơn phái gần 20 hôm để chờ đến ngày rằm chiêu cơ tẩu tẩu tế cáo trời đất, giả từ sư huynh sư đệ rồi mới ra đi. Cuộc lễ ấy kéo dài đến 7 bữa đó. Không, muội không tin đâu. Thôi mà đừng giận mà. Giờ cười lên đi. Không. Cười lên đi người đẹp. Cười lên đi mà. Ta nói không mà. Cười đi nè, rồi huynh sẽ tặng cho muội một đóa hồng đẹp nhất xứ Sơn Đông, sắc hương nồng nàn quyến rũ, hái từ đỉnh Thái Sơn hùng vĩ. Để tặng người em gái chờ mong. Hoa hồng đâu mà nói hoa hồng.
có dối gạt đâu. Đây nè, huynh ép đóa hoa giữa ngực để cài lên tóc mùi hương. Tim của huynh như đóa hoa hồng, tóc mùi là chỉ thắm xe duyên. Tóc giới hoa mãi mãi buộc ràng chứ trắng cài lên mây. Như huynh và muội hiện giờ tay cầm tay rung cảm, rung cảm từ ngàn xưa và rung cảm đến ngàn sau. Ngàn sau em biến thành trăng, anh thành sông để chị hằng tâm đêm. Ngàn sau thành tổ ấm khắp miền rừng xanh. Kìa, nhị ca có thấy gì chăng? Ô, một con nhện xa trước mặt. Đó là điềm chẳng lành. Không đâu, nhện đang bủa lưới bắt mồi, cũng như ta đang giăng tơ tình trói buộc lẫn nhau. Mùi, mùi lo sợ quá. Lo rằng sóng gió bất kỳ, tơ tình sẽ đứt như tơ nhện. Quynh ở một nơi, mùi ở một nơi. Tình mùi như trăng cao, lòng quynh như trời rộng. Nếu trăng không thể vượt khỏi bầu trời, thì có bao giờ mùi lại xa quynh? Sư nương ơi, sư nương, sư nương ơi, nguy rồi. Ngân Nga, việc gì xảy ra thế? Một tai biến vừa xảy ra tại chính đường mau đỏ tràn lan. Người người tan đóm kinh tâm, một kẻ bị ám sát, một người thoát khỏi nguy nan. Hãy nói mau cho ta nghe, ai thoát nguy nan và ai bị giết rồi? Phụ thân của ta như thế nào, ngươi có biết không? Dạ, số là trưởng môn nhân và mọi người tươi dự lễ tưng bừng, bỗng bao nhiêu đèn đêm tắt thình lình. Rồi trưởng môn nhân kêu lên giang tế giết ta, nhờ bản lĩnh cao cường nên người thoát khỏi hiểm nghèo. Vậy xác ai đang nằm tại chính đường? Phải chăng đó là xác tên giang nhân hả? Con nghe nói đó là xác của giang nhân. Đội ơn trời Phật đã phù hộ đại ca thoát nạn. Nhưng ngươi có biết giang nhân đó thuộc bốn phái nào không? Thưa sư nương, khi đốt đèn đốt lên, con thấy xác đó là xác của... Của ai? Dạ, của phụ thân sư nương. Trời! Trời! À, phụ thân ta đã chết. Hiện giờ ai cũng nói, không ngờ lão tổ sư lại hành thích trưởng môn nhân. Im đi! Phụ thân ta là sư thúc của đại ca trưởng môn, lòng ngay dạ thẳng, không có hành động ấy bao giờ. Ai, ai sắp đặt âm mưu này? Ta phải tìm ra sự thật. Ngân Nga, theo ta. Bảo Trân, Bảo Trân, chờ huynh. Tân Xuyên, vội vàng chi thế? Sao đại tẩu lại ra đây trong lúc đại ca tôi đang bị người mưu sát? Coi kìa, Tân Xuyên nên bỏ lễ nghi hào nhoáng. Đừng quên chúng ta có một đoạn đường dài gần gũi, cùng đổi sương tắm nắng chờ trăng. Đó là bổn phận của một đứa em đối với người anh, là trách nhiệm giao hòa mà hai môn phái Thanh Thành và Thái Sơn giao phó. Trách nhiệm ấy có biết bao kỷ niệm, bổn phận kia bàn bạc những thương yêu. Xin đại tẩu đừng nói nhiều, mà hãy vào trong thăm viếng đại ca tôi thọ nạn. Không đâu, đại ca của người vẫn bình an vô sự, chỉ có sư thúc là đền tội phản loạn. Tân Xuyên, trời! Chết! Bảo Trân! Bảo Trân! À! Anh đã cản con để đại tẩu giết em. Đừng giả vờ đau xót. Không, Bảo Trân. Thôi, thôi hãy tránh xa tôi từ bây giờ cho đến chết. Thương tình thân xác đâu bằng tâm tư nát tan. Nước mắt em mây sông, lệ anh trào dâng mây biển.
để anh lo chữa thương. Đừng đừng cầm tay tôi mặc tôi đi chết bên vàng đường. Thâm nguyện cầu tân xin và chiều cơ ái ân vuông tròn. Hãy nói nửa đêm tiên đắng lời cay giọng hàng câu. Tình yêu rằng thương nhau lắm mới giận nhau nhiều. Ai lên đỉnh non cao mà chẳng bỏ công vất vả leo trèo. Trái nào ngọt mà không có lần chua chát, kẻ nào khôn mà không dại dột. Khỏi tầm tay ôi thư trai nơi thượng giới mà phàm nhân gọi quả đào tiên khao khát được ăn để sống đến muôn đời. Trời ơi, trên đường đi chính ái ca cũng nói với em như thế, em mới mềm lòng thi hành âm mưu phản nghịch của ái ca. Không ngờ im đi, lưỡi của tôi không đủ khả năng để cãi giả, nhưng mà lưỡi kiếm này buộc đại tẩu phải buông luôn. Thôi vào trên, tại sao em lại cản ngăn? Tại sao à? Vì đại tẩu cũng như tôi là nạn nhân của một con người vui ta. Nếu nhị ca không tiếp thu bài kế thì chẳng bao giờ đại tẩu giết cha tôi. Bảo Trân muội muội, Tân Xuyên chớ nên buồn. Tiểu muội đã làm cho huynh mất một hình bóng diễm kiều, thì muội xin đền cho huynh bằng cuộc đời của tiểu muội. Hãy nhìn vào muội đi huynh, nhìn vào muội mà say mà cảm, mà nhập vào thương lập tức chẳng đợi lâu. Thôi, thôi hãy im ngay, những ngôn ngữ chẳng đàng hoàng. Nếu còn lương tri thì hãy nhớ rằng bà là chị dâu, còn tôi là tiểu đệ. Xin Tân Xuyên lắng nghe tiếng lòng khổ đau. Tình của muội rất đậm đà chân thật, với một trang tài hoa tuấn kiệt, một kiếm một mình dọc ngang trên đỉnh Thái Sơn. Sư huynh của muội nể nang khiếp phục, vội vàng gả muội kết tình thân thuộc. Nhưng bà lại quyến rũ tôi vào tội lỗi, đó là việc làm phá hoại sự kết thân. Tại vì muội chỉ yêu Tân Xuyên anh hùng mà người ta buộc muội làm vợ Tân Cương. Nếu huynh không thương thì muội quy mình, sống vừa thẹn lại vừa bị kinh. Vĩnh biệt Tân Xuyên. Khoan, hãy cứu tôi, hãy cứu tôi. Trời, đại ca. Ôi Lan Quân ơi, nếu Lan Quân không đến kịp thời thì thiếp đã bị nhục rồi. Vì đệ bảo rằng yêu thiếp lắm. Hả? Vì yêu thiếp nên đã mưu sát đại ca. Việc ấy chẳng thành, sợ sư thúc biết được mới hạ sát sư thúc đó. Trời, thật không ngờ. Chiều cơ, ngươi là tẩu tẩu của tôi hay là ác quỷ? Im đi Tân Xuyên, cầm lưỡi dao với mục đích gì hả? Nếu không phải toan hành động loạn lưng, dùng sức mạnh để đi vào nhan sắc không đâu đại ca. Có mặt tôi này chối cãi cách nào? Lan Quân ơi, thiếp xin phép Lan Quân để thiếp vào trong dưỡng thân một chút. Trời ơi, mệt muốn chết đi lận. Đại ca ơi, tiểu đệ không biết nói như thế nào cho đại ca tin lòng của tiểu đệ. Nào những khi vào sinh ra tử, đại ca truyền lệnh là tiểu đệ sẵn sàng đi. Kể từ ngày phụ thân tuyệt tích, tiểu đệ xem đại ca là bó đuốc soi đường. Đại ca.
Lúc chưa có chiêu cơ thì xem trưởng môn là bỏ đuốc soi đường, nhưng khi gặp chiêu cơ rồi thì trưởng môn nhân là cây gai trong con mắt. Hà Đô, đây là chuyện riêng của anh em ta, người không có quyền can dự. Sao lại không? Sự loạn luân của ông làm cho bản phái không còn đất đứng trên chốn giang hồ. Ai cũng có thể nhìn ông bằng cặp mắt kinh khi quyền rủa. Thưa trưởng môn nhân, đây là chấp pháp đường chủ mà lại phạm trọng tội thì hình phạt như thế nào? Chịu hình phạt như thế nào? Tần Xuyên phải quỳ trước mặt trưởng môn nhân chờ chết. Sao mi còn đứng đó? Vì tiểu đệ vô tội. Im! Hôm nay ta thay mặt tiên sư, thay mặt thân phụ, giết mi đi bảo toàn thành danh bản phái. Khoan, kẻ có tội không phải là Tân Xuyên đường chủ, mà chính là tên phản thầy hai bạn mang áo gió lâm hành sự đây. Hả? Các hạ là ai? Tôi là mây trôi bèo nổi, xuất hiện khi ai gặp cảnh lụy phiền. Khuyên ông nên bình tâm suy xét, kẻo rơi vào cái độc mưu sâu. Mà khi ăn năn là đã quá muộn màng, còn đâu địa vị trưởng môn. Vì kẻ gian manh đang đứng bên ngoài thừa cơ tạo phản. Kẻ gian manh đang đứng bên ngoài thừa cơ tạo phản là ai? Phải chăng là ông bạn? Thưa trưởng môn nhân, nếu cần phải tìm thêm đồng lõa trong vụ giết sư thúc thì nên nghĩ đến ông bản này. Không, ta chẳng quen với người ấy, đừng buộc tội một trang nghĩa khí hào hùng. Tân Xuyên, Tân Xuyên ơi, tôi chẳng sợ tay bay quà gửi khi đã đem thân đi hành hiệp giang hồ. Đừng bận tâm lo lắng, nếu tôi phải cùng huynh đi xuống quan mộ. Nực cười hôm nay Hà Đỗ đóng trò hài hước, đem tội tình chụp xuống đầu tôi. Trong khi sinh mạng ông do tôi nắm giữ, tôi muốn đưa ông về nẻo chánh đường ngay. Tại sao ông chẳng cảm ơn còn quay đi nơi khác, còn đứng đây ngông cuồng xuôi cho huynh đệ phân ly? Này các hạ, nếu tôi chỉ là một người anh thì tôi không thể giết em. Nhưng tôi lại là một trưởng môn nhân có trọng trách duy trì môn phái. Duy trì môn phái không có nghĩa là nhắm mắt làm liều, chẳng suy tư chính chắn. Tại sao bạn cứ can thiệp vào việc riêng của bản phái? Tại vì tôi thích như vậy. Nhưng mà lưỡi thép này rất ghét. Được, nào, có gan hãy theo ta cùng vào đó. Hả? Đồ ngươi chạy thoát. Hà Đô đường chủ, không được làm hại người ấy. Đại ca ơi, lần cuối cùng đệ nói, Tân Xuyên này vô tội với đại ca. Huynh vẫn biết không có bằng cớ rõ ràng để buộc tội đệ loạn luân phản phúc. Nhưng muốn cho mọi người không nói huynh vì tình quyết nhục, đệ phải có hành động nào biểu lộ tấm lòng ngay. Đại ca bảo đệ phải làm gì? Tự phế võ công, xa lìa môn phái. Trời! Võ công quý hơn sinh mạng, tự phế võ công thà tự tử còn hơn. Môn phái là tổ ấm của võ lâm, kẻ hèn hạ mới bị khinh bị đuổi. Có nghĩa là đệ chối từ à? Không, đệ xin vâng lời đại ca tự phế võ công và xa lìa môn phái. Vâng lời em sẽ trở lại con người yêu đuối tầm thường, để cho đại ca không còn chương tay
không còn lo sợ thằng em phản bội loạn luân. Dù quan phải chịu, dù khổ phải mang, đã là tiểu đệ thì đâu dám chống đại ca. Vừa có tâm tình lại vừa là trưởng môn nhân, thôi thì võ công học từ thuở 15, khổ công luyện tập nhọc nhằn, mượn đôi tay chưa bận lỗi lầm, quy diệt những thành tích huy hoàng. Cùng một thời kỳ dọc ngang, Tân Xuyên tiểu đệ, bây giờ võ công đã mất, tiểu đệ không còn cần thiết phải mang gươm, vậy xin tặng lại cho đại ca trước lúc chia ly, để khi phong vũ bất kỳ giữ gìn thân trai với lưỡi thép thần quay. Lưỡi thép bấy lâu nay theo đề suốt tháng năm dài, như đôi gái sắc trai tài cùng tiêu diệt quần ma. Đó là di vật của cha tặng cho đệ lúc nên người, thanh gươm hiếm có trên đời, chém sắc như chém hoa rơi. Tân Xuyên hiện đệ ơi, lòng huynh tan nát rã rời, đau thương thâu đất động trời, khi nhìn đệ thấm máu tươi. Đệ xin gia từ đại ca, lê go khắp sơn hà để tìm kiếp cha già đã bất ngờ tuyệt tích, vì tay không sắt thép xong kiếp ăn xin, rồi chết như kẻ vô danh. Vừa chờ đợi điêu linh. Khoan, tiểu đệ. Đây, tiểu đệ hãy cầm ít viên thuốc cầm máu của huynh. Thôi, đệ đang cần cái chết. Tần Xuyên, thôi, đã xui sư phụ tôi tự gây thương tích, mong đuổi ra đi thì đừng kêu, đừng gọi. Để cho tôi đủ thì giờ cổng thầy chạy thuốc, cho tròn tình sư nghĩa đệ, cho tròn chữ trung thành. Tuy tôi mới nhập môn, chưa cùng sư phụ gắn bó thâm tình, nhưng học nửa thế võ cũng là đệ tử, dạy đôi đường kiếm cũng là bậc ân sư. Giả lại chữ nghĩa, chữ nhân, chữ hiền, chữ đức, mẹ hát cha ru từ khi còn bú tôi thuộc nằm lòng. Cho nên thầy đau trò khóc chứ không thể nào dừng, nhưng mà lạnh nhất như đông. Xin sư bá vào trong giữ lễ, cùng tân nương đẹp đẽ động phòng, cứ sai duyên mới tình nồng, bỏ ông em ruột cho thằng này lo. Đồ đệ ơi, chẳng phải ta vô tri vô giác, chết tình thương trong mạch máu tâm hồn. Phụ thân ta biệt trích, bỏ anh em ta cái quản môn đồ, che chở cho nhau không hết, chớ có lý nào lại làm hại cuộc đời nhau.
Tại vì ta biết võ công nhưng mù chữ nghĩa, việc giang hồ lại thua kém Tân Xuyên. Cho nên thiếu phần bình tĩnh mỗi khi gặp chuyện bất thần, thiếu sáng suốt suy tư để cho quyết định chẳng sai lầm. Quách Tam, Quách Tam đồ đệ ơi, dạ. Ta đang trong ngóng đồ đệ đây. Tân Xuyên, hãy uống thuốc này của huynh, vừa cầm máu vừa làm cho đỡ mệt, rồi để phụ huynh hãy tha thứ mặt tình. Thầy ơi hãy uống thuốc đi, cho lòng sư ba giải phây ưu phiền. Ví dầu thuốc độc cũng nên anh giết em ruột, sống thêm càng buồn. Ví dầu ông giả đau thương, thầy cũng nên uống cho tròn thân. Rồi trò sẽ công thầy liền, tìm sư chữa bệnh để xem cuộc đời. Rày đây mai đó rong chơi, gác ngoài tay chuyện đổi dời thế gian. Đôi lòng tìm xóm xin ăn ngủ, vào miếu hổ thành nằm con. Thôi leo lên lưng đi, tôi lên lưng tôi cõng sư phụ đi. Đi sư phụ. Khoan, Quách Tam, cầm ít nén bạc này để làm lộ phí. Thôi cuộc đời đã bạc thì lộ phí chi nữa. Thầy trò tôi không dám cầm bạc đâu, sợ nó xui. Thôi đi. Khoan, người đưa sư phụ người đến nơi nào? Quách Tam, Quách Tam, Quách Tam. Đây, mật kế của Thái Sơn phái ta đã thi hành được 89 phần. Tần Xuyên, Tần Xuyên, Tần Xuyên đâu? Hãy đền tội giết phụ thân ta. Kìa sư muội, Tần Xuyên sắp trở lại. Kìa, dưới ánh trăng, dưới ánh trăng bóng gã chập chờn. Hãy ẩn mình trong xó tối, chờ gã đi ngang lấy máu để rửa thù. Bảo Trân, tại sao sư muội ám sát ta? Trời ơi, tôi đã lầm. Chưa đệ tử, bắt sư muội Bảo Trân giam lại chờ ta định tội. Không, không, mùi tử đại ca là Tân Xuyên đường chủ. Im. Trời ơi, không đầy một đêm mà xảy ra bao biến cố. Tinh thần ta rối loạn hết rồi. Muốn phân trần hãy vào ngục chờ ta bình tĩnh. Y Linh, khoan, sư muội Bảo Trân vô tội. Đợi ngài xử phân sẽ biết. Bây giờ hãy thi hành lệnh trưởng môn nhân. Nhưng ta đã tuân lệnh trưởng môn nhân khác. Trưởng môn nhân nào? Nhượng Phong, trưởng môn nhân Thái Sơn phái. Trời, Hà Đô, tên phản bội mi phải chết. Môn hạ của ta đâu? Bắt sư muội và tăng cương chúng ta. Không được, đều đi. Vì trở mặt đầm lén ta... Hãy tự trách ngươi khờ dại. Ồ, Bạch Long Kiếm, thế rằng em sắc như kém bùng vẫn còn thua con người trở mặt. Võ công thượng thừa đắc dụng ở mọi thời gian chính là con người trở mặt. Không có con người trở mặt thì làm sao ta dám mang thanh gươm tầm thường đối địch với Bạch Long Kiếm danh trấn giang hồ. Tiếc rằng ngươi biết được chân lý này quá muộn. Đại ca, mừng đại ca vừa chiến thắng. Trời, Chiêu Cơ. Phải, Chiêu Cơ là người yêu quý nhất của Nhượng Phong. Trưởng môn nhân anh tài siêu hạng, mai mốt sẽ là giáo chủ võ lâm khi diệt xong các võ phái chánh tà. Ta không khi nào yêu tên vô dụng như ngươi, giao đấu vài chiêu là ngã gục. Hãy quan hô Nhượng Phong giáo chủ phi thường, thì chúng ta sẽ xuân phước thì ơn. Kể từ nay quỷ bỏ sư môn, và cuối lại ta tỏ lòng kính phục. Xin gia nhập vào môn phái lớn lao hơn là võ lâm nhất thống giáo hùng cường. Thôi thôi, nếu đã biết
cầm gương thì phải biết bảo toàn danh dự. Hãy giết ta, giết bằng mọi cách giả mang, đừng mong ta gian sinh cuộc sống tồi tàn, chúng bay thành công nhờ thủ đoạn tà gian. Còn ta quá tin hạ đô nên thám bại, trở nên dựa vào võ công thật sự, thì chúng bay không đáng để ta so tài. Bởi thế cho nên chúng ta thương xót, khuyên người hàng phục để thưởng quy quyền. Cùng chúng ta cái trị võ lắm hào kiệt, hơn là làm chủ thanh thành phái nhỏ nhoi. Im! Ta chỉ chọn một con đường mà thôi, đó là tự tử vì hệ thống của bản môn. Không, ta muốn nguyên sống để rồi chết chung với tất cả anh hùng hào kiệt Trung Nguyên. Hải giam Tân Cương chung với những tên kiếm khách thất thời. Mạo lên! Ý! Còn chúng ta siết chặt tay nhau, mừng ngày xóa tan thanh thành phái trong chốn giang hồ. Ta sẽ giải tán Thái Sơn phái, bắt đầu thành lập Võ Lâm Nhất Thống Giáo. Nào, hãy cười lên! Ê, bà con cô bác à, lại đây coi vụ biểu diễn à. Vụ biểu diễn bộ văn thuốc sen long à. Cái này mấy cái thằng bà con cô bác chống con mắt coi ngộ quay cái lon này á, quay 15-16 ngày không có dứt xuống á. Bà con cô bác coi rồi à, mua thuốc giang thuốc cao của ngộ á. Thuốc giang này à, lau xương này bổ xương á, lau thận này bổ thận, lau con mắt à bổ lỗ tai á. Ôi băng một tặng một á, bà tá lộ lên. Ông ơi, cho tôi mua thuốc. Ê, ngộ biểu tả lồ lên mà ông ơi, ông biểu tả lồ lên. Ông không tả, ngộ tả lì xì à, tả lồ lên. Ông bán thuốc sân đông. Ý trời nhỏ quá, tả lồ lớn liền, lớn liền. Trời ơi, bố không điếc hả? Điếc cái gì đấy? Cái gì đấy hả? Không điếc sao nói không nghe gì hết vậy? Tại ngủ muốn con ngay. Con gái gì? Xích lại là gần ngộ đó. Để ngộ nói chuyện nhỏ nhỏ không? Sợ người ta họ nghe đó chứ. Bán thuốc mà không lo bán thuốc, lại sanh chuyện vô duyên nữa rồi. Lê, đừng có nói vậy chứ. Ngộ biết con ngay là học trò của Bảo Chân cô Liên á. Ủa? Bộ ông là thầy bói sao chứ? Không phải vậy đâu. Tại ngộ ngăn cái lũ mũi cao cao, thêm cái bộ dâu quặp và nói cái giọng sơn long, nên con ngay không biết ngộ. Cái bây giờ mấy bà con cô bác à, thôi đi, thôi thôi, ngộ không có bán thuốc à, đi về hết đi. Hôm nay ngộ có con mèo á, ngộ không bán thuốc nữa, đi về đi. Cái ông này nói bậy quá à. Cái gì bậy? Ai là mèo của nị chứ? Lè, đây lè, coi lè, nhìn thử coi. Ý, Quách Tám đại ca. Tiểu muội định hỏi ông bán thuốc sơn đông biết chữa bệnh không, ngờ đâu lại gặp đại ca, mai hết sức à. Huynh giả bán thuốc cũng là để tìm tiểu muội đây. Vậy hả? Ai đâu mà tiểu muội chạy thầy lăng xăng vậy? Sư nương của tiểu muội chứ ai. Mà bà đau bệnh gì thế? Dạ, bệnh chi không biết mà khóc tối ngày, không cơm không nước, sắc vóc héo gầy, mở miệng thì kêu tân xuyên, phụ thân, phụ thân. Bệnh sao mà bệnh lạ, chắc là khó trị, huynh sẽ báo cho sư phụ huynh hay. Tân xuyên sư ba, huynh gặp hồi nào, võ công mất hết, chắc ốm đau hoài. Ông được chàng trai bịt mặt dấu tên cho uống linh đơn, rồi dùng thủ thuật phục hồi công lực, một tháng nữa thôi ông sẽ như xưa. Nè, mụi biết chàng trai bịt mặt dấu tên đó rồi. Người đó là tên gì? Bí mật. Ông bảo huynh phải đi tìm cho được Linh Chi Thảo và Hà Thủ Ô, đem về cho sư phụ huynh uống. Đã không mất võ công mà còn được tăng thêm 150 thành công lực. Tăng thêm 150 thành công lực hả? Hay quá ta. Nè, thôi huynh đi kiếm gấp đi đây. Muội phải trở về báo tin cho sư nương muội á, mừng nghe không? Nè tiểu muội, tiện việc huynh rước luôn thầy thuốc giùm cho được không? Cảm ơn huynh. Muội đi nha. Nhỏ cái mặt nó dễ thương quá trời đất. Thấy nói chuyện với đệ tử của Bảo Trân, ta biết ngươi là đồ đệ của Tân Xuyên. Cái này thì nói không phải rồi á. Tôi là anh ba bán thuốc sơn long đây chứ. À thế à.
Ta nghe trống phèn la inh ỏi nên đến đây. Chỗ này gần tổng đàn của Võ Lâm Nhất Thống Giáo. Sao dám tới đây la lối ôm xồm vậy hả? Không lẽ tới đây ngủ phải khóc à? Ê, rồi được rồi, Lý muốn ngủ khóc là ngủ khóc cho nghe nghe. Tội nghiệp cho giáo chủ nhiều phụ nhuận phong á. Sao mà người ta ghét ông tận mạng ai cũng trù cho ông chết gấp trời ơi. Muốn chết phải không? Khoan. Dạ muốn chết lắm chứ. Hả? Nhưng mấy ông thầy bói ông bảo rằng số tôi phải giết đủ 1968 người rồi mới chết. Tôi mới giết được có 1967 tên tà ma ác đạo, còn thiếu một tên. Lão! Dạ thiệt chứ. Tôi sắp giết tên thứ 1968 đó. Là cái tên phản thầy, hại bạn khó xài khó thương, bất tùng cuốc xuống, bất trị bất thảo bất lương, thượng đội hạ đạp, đá ca lằn dừa điếm đàn giật dọc, sọ lá bà ngoe. Tên gì? Hà Đô. Hà Nhơn. Chuyển lại. Chuyển lại. Mày không chịu nhận là đệ tử của Tân Xuyên. Ta theo gót mày thử xem mà có gặp Tân Xuyên hay không. Nghe đây, nghe đây. Võ Lâm Nhất Thông Giáo Chủ truyền cho các trưởng lão tiền bối, các sư huynh, sư đệ và các môn hạ biết, đúng vào tí đêm nay tất cả phải có mặt tại chính điện để kỷ niệm ngày thành lập tổng đàn, đồng thời giữ lễ thành hôn của Bảo Trân và giáo chủ. Nghe đây, nghe đây. Lôi đầu. Dạ. Dẹp lệnh ấy đi. Bảo Trân là của ta, giáo chủ không được có hành động ấy, nghe chưa? Dạ con không dám dẹp. Giáo chủ cho một chưởng là con hết sống. Mi sợ giáo chủ hơn sư phụ của mi à? Dạ con sợ hết hai người. Vậy thì quăng chiếc trống này đi. Yes. Đưa bản lệnh đây. Cứ trở về tổng đàn. Nếu giáo chủ bắt tội, mi bảo rằng ta phản đối việc làm đó, hiểu chưa? Dạ. Hà Đô, dám chống lại với ta sao? Nhượng Phong. Và sự chống bán đầu tiên là xé lệnh của Nhượng Phong, biểu lộ quán lớn thù sâu. Vì trước kia ông đã hứa với tôi, khi nào phái Thanh Thành bị diệt, tôi được làm phó giáo chủ quy nghi, tha hồ đòi hỏi bất cứ điều chi. Ta nghe vẫn giữ lời hứa ấy với mì, trước mặt quần hào đông đủ đêm nay, ta sẽ giới thiệu mi đàng hoàng long trọng, tuyên bố mi là phó giáo chủ anh tài. Nhưng tôi đã từng bài giải tâm tư rằng sở dĩ tôi phản thầy phản bạn là tại vì sai đắm Bảo Trân. Ông nói sẽ giúp tôi gần nàng, cứ sao hôm nay nuốt lời trắng trợn, cướp Bảo Trân bằng nghĩa chỉ quyền hành. Người chẳng là người yêu cũng chẳng là chồng, nói ta cướp đoạt nàng có hợp lý hay không? Nhưng nếu ông hứa cho tôi thỏa mãn mọi yêu cầu, thì tôi yêu cầu ông đừng tranh đoạt Bảo Trân với tôi chứ. Hãy yêu cầu việc khác. Còn trong địa hạt tình yêu, kẻ nào mạnh là được. Kẻ nào mạnh là được. Hay lắm. Ai mạnh rồi sẽ biết. Ồ, hay quá. Cô nương thật là thông minh. Đó, cô nương đã khen tôi rồi đó. Vậy cô nương hãy trả lời câu hỏi của tôi đi. À, tôi có hứa là khi nào cô nương luyện thuần thục, tôi sẽ giải thích lý do tại sao
tôi phải cải trang làm tỳ nữ để sống cạnh cô nương. Và tại sao nài nỉ dạy tôi kiếm pháp? Câu trả lời không khó, nhưng trước hết cho tôi được gọi cô nương là sư muội. Gọi tôi là sư muội à? Phải, tại vì tôi có liên quan mật thiết với cô nương mà chưa tiếng nói, sợ gì tôi phải đến ở nơi đây để luyện cho cô nương lung linh kim pháp, là do lệnh của vị tiền bối Võ Lâm. Nếu quả thật là chúng ta có sự liên quan thì nên xưng hô theo thứ bậc là hơn. Có thể nào sư tỷ cho biết cao danh của vị Võ Lâm tiền bối ấy được chăng? Vị tiền bối Võ Lâm dặn dò tôi kính miệng, sư muội chớ nên tìm hiểu làm gì mà hãy chuyên tâm luyện võ đêm ngày, bảo vệ tiết tinh và rửa nhục bản. Tôi giả mang bình tình đem kim pháp trao dồi, nhượng phong tưởng tôi bình thật chẳng nghi nan, trình tiết mới được bảo toàn. Sự giả bệnh chỉ là tạm thời, tỷ tỷ ở đây che chở cho muội muội cũng là tạm thời. Điều cần yếu là muội muội phải tự tạo thành bản lĩnh để cứu đời mình, phục hồi danh dự bản môn, trả thù cho thân phụ và tao ngộ Tân Xuyên. Tân Xuyên? Tiếc rằng tôi đã hiểu lầm, khi rõ lại thì hết đời kim sĩ. Tại tên Hà Đô phản phúc. À kìa, có bóng người đến, biết cử chỉ khả nghi. Ta mau ẩn thân vào để xem người ấy là ai. Sao hành động chẳng quang minh chính đại chút nào? Hả? Đứng lại, chạy đi, ta sẽ tri hô lên đó. Cao nhân nào đó, xin mời hiện thân. Hà Đô này đâu có sợ. Ta sẽ hiện thân nếu các hạ chưa biết bỏ thuốc độc vào rượu với mục đích gì. Cao nhân có bằng lòng giữ kín? Lấy danh dự của kẻ cầm gươm, ta bằng lòng. Giả lại, ta rất ghét bọn Nhượng Phong vô đạo. Ta cũng ghét Nhượng Phong nên bỏ thuốc độc vào rượu để giết hắn. À, được rồi, ta sẽ hiện thân đi. Kìa, Tuệ Khương. Phải, Tuệ Khương, cô bạn chăn cừu ngày xưa ấy. Tuệ Khương, nhà anh ở dưới chân đồi, nhà em trên núi, gần trời gần mây. Thường nối tóc làm dây, thả diều lên núi để cài tóc em. Trên lưng diều lá có những vần thơ, thơ mong thơ đời thơ chờ, thơ thương mến lắm thơ mơ. Rồi một mùa thu, hai mùa thu, bóng anh biển biệt bồn vương sâu, bỏ con diều lá trên bờ tóc, xếp lại em đeo để nhớ nhau. Ồ, nàng đeo con diều lá à? Để những lời thơ anh viết thấm vào thịt xương hòa trong huyết quang, cho đỏ môi son, cho thơm da phấn chờ đợi anh về. Và
hòa trong quyết hoàng, cho đỏ môi son, cho thơm da phấn chờ đợi. Cho tóc em xanh, cho má em hồng. Đợi ngày gặp anh vút lên mái đầu, khen em đẹp đẽ và hôn trên má đào trên vòng. Nàng là tỳ nữ, còn ta là phó giáo chủ. Địa vị ta có thể dùng nô tỳ để về vui chứ không yêu mến được. Trời ơi, nàng nên thủ phận, đừng nhón gót dối cao. Chẳng yêu em, tại sao ngày xưa để thơ lên diều lá, để em đeo em ngủ với chim bông? Tại vì ta xem nàng không hơn một trò tiêu khiển, là món giải lao của kẻ lữ hành, mà cánh diều xem như bạc vàng mua bán. Nếu thấy đó là sự đáng trách thì còn để làm gì nữa đây? Không, trời ơi, người ta đã xé cánh diều của tôi, cánh diều từ thuở biết bay,
mái tóc kết duyên, bây giờ tan nát để riêng tóc sầu. Hãy ở đó mà khóc than bị vạn tả tơi như con diều lá. Nhượng Phong sắp đến rồi, ta giả từ nàng nhé. Đô, Hà Đô. Bảo Trân, biết đến bao giờ nàng mới hết sầu tư? À, không phải, tôi là tỳ nữ. Tỳ nữ, kẻ tâm phúc của ta báo rằng Bảo Trân giả bệnh để luyện võ, có đúng như vậy không? À, tôi không biết. Nè, gọi Bảo Trân ra đây. Bảo Trân, đêm nay tròn trăng, tròn một tháng ta đợi chờ nàng hết bệnh để cử hành ngày trọng đại nhất của đời ta. Thế nào là trọng đại? Khi trăng lên giữa nóc nhà trời, ta sẽ bước vào thuyền xác của nàng để bay lên chính từng mây trắng. Có pháo chào mừng là vạn vạn tiếng vỗ tay, hoan hô vị giáo chủ khai sáng võ lâm nhất thống giáo hùng cường. Xin hãy đợi đêm tròn trăng khác. Ta không thể bị nàng lừa dối nữa. Hôm nay hoặc là nàng khoác áo tân nương, hoặc là nhìn cái chết của một người trưởng thượng. Sao? Ai là trưởng thượng của tôi? Môn đệ đâu? Đưa tân cương đến đây. Trời, đại ca. Sư muội. Tân cương, ta sẽ thả ngươi lập tức. Nếu Bảo Trân chịu mặc áo tân nương, hãy cố gắng thuyết phục nàng đi. Im đi. Nghĩa là nàng không muốn cứu trưởng môn nhân à? Không, ta đã nói với mi chẳng biết mấy trăm lần rằng tân cương không là kẻ tham sanh quý tử. Nhưng ngươi phải sống để phục hưng Thanh Thành phái, nhục sư môn chờ rửa bởi tay ngươi. Phải rồi, đại ca ơi, người nên sống, muội hy sinh chịu nhục một mình hơn là môn phái bị xóa tên. Hai mũi nhục, chọn mũi nào nhẹ nhất? Chẳng nhục nào nhẹ cả. Dù chết tôi, chết mùi, chết tân xuyên, hay tất cả môn đệ Thanh Thành đều chết, ai dám bảo phái Thanh Thành tận diệt? Mà chính là lưu tiên đến ngàn sau. Lần cuối cùng ta khuyên tân cương nên xét lại. Không, không cần xét suy gì nữa. Ta chỉ biết chết mà thôi, cho tròn để bị trưởng môn làm gương cho tất cả môn đồ. Ít khi ta giết kẻ xa cơ thất thế, thà mai sao tìm nơi hồ hải giết mi. Ôi, chớ nói nhiều lời, cứ giết ta đi. Nếu thật tình ngươi buông xuống âm ti, thì lưỡi gươm này chẳng thơm như hoa, đẹp như ngàn sao, sáng lạng giữa khung trời. Tuy chết xác thân, nhưng anh linh ta sống mãi muôn đời. Ai tránh được hai lần sống chết, sống anh hùng thì chết thiên đàng lối vào địa ngục. Chọn đường nào tùy thuộc ở nơi ta, đã làm việc ác hay tạo việc lành, có hèn yếu chân hay là can đảm. Đại ca phải sống. Nếu cái sống của đại ca cứu được trăm muôn người sống, thì đại ca chết rồi đất tội biết bao nhiêu. Tân cương nên nghe lời sư muội,
hay là ngươi sợ sẽ phải đấu kiếm với ta sau này mà ngươi biết trước 10 phần thất bại hết bại? Nếu là như vậy thì chết sớm là hay hơn. Nhượng Phong, có lẽ ngươi đang tức tối vì ta không chịu sống để cho ngươi cùng Bảo Trân nên chuyện hôn nhân. Vậy ai là người chiến thắng? Ai? Ta đang bị trói, ngươi nắm thanh gươm, thế mà kẻ cầm gươm khẩn cầu buông tha người bị trói. Nhưng ta lại cần cái chết dưới tay ngươi. Để kết thúc cuộc tranh tài, ngươi thua ta thắng, bởi vì bằng tinh thần ta không cho ngươi thực hành khát vọng. Và bằng lưỡi gươm ngươi chưa làm ai kiếp sợ, để vui say giấc mộng điên cuồng. Ngươi không sợ chết mà sợ một chuyện, đó là cái chuyện ta buộc ngươi phải nhìn cảnh ta bước vào nhan sắc của Bảo Trân tại nơi đây. Trời, sao muốn chứng kiến cảnh ấy hay là muốn tự do? Nên nhớ, Bảo Trân vừa là sư muội của ngươi, lại vừa là người yêu của em ngươi. Nếu cái này xảy ra, ta sẽ chết và đại ca ta cũng chết. Ngươi thất vọng hoàn toàn. Cảnh ấy bắt đầu đây. Thưa giáo chủ. Điều gì? Dạ thưa giáo chủ, lửa chai phía đông, lửa chai phía tây, lửa chai phía nam, lửa chai phía bắc, lửa chai lung tung, dạ lung tung lửa chai. Ôi, Hà Đô đâu? Dạ, sư phụ con đang chiến đấu với một người mặc quần đen, áo đen, đi dài đen, bịt mặt đen. Người ấy xưng tên gì? Dạ, nằm trong tay nhau. Lão, tên gì mà nằm trong tay nhau? Dạ, hắn còn nói hắn chiến đấu cho tình thương và lẽ phải, cho con người thôi giết con người, siết chặt tay nhau như đôi chim liền cánh. Và hắn thiêu đôi chim liền cánh trên chiếc áo tròn đen. Đại đệ tử, nhị đệ tử, đưa Tăng Cương trở về hắn ta. Đại ca, Bảo Trân sư muội, sư muội. Nàng hãy nghỉ ngơi chờ ta trở lại. Ta đi buộc tên bịt mặt ngông cuồng kia phải sửa biệt hiệu lại là nằm trong tay Nhượng Phong. Ta muốn loài người nằm ở trong tay ta. Thưa giáo chủ. Chuyện gì nữa? Dân lệnh giáo chủ, con đã tìm được thầy thuốc. Bây giờ không cần thầy thuốc nữa. Hay là gọi vị ấy đến đây. Dạ, có lão đây. Ồ, tiên sinh, tôi cần nói nhỏ với tiên sinh mới được. Dạ. Người yêu của tôi chẳng bệnh hoạn gì cả. Xin tiên sinh cho thứ thuốc nào nó để nàng hăng hái tìm đạt thú gối chăn. Ồ, cái đó không thể được à. Nên nhớ, đã đến đây không phải dễ dàng trở về. Ý lời ta sẽ được thưởng vàng ngọc cấm dung. Bằng trái lại, thân già kia có giữ. Nghe chưa? Dạ nghe. Lôi đầu. Dạ. Hãy ở đây chờ tiên sinh sai khiến. Tuân lệnh. Tên kia, mi có việc cứ đi rồi còn. Tôi chẳng có việc cần. Nhưng ta bảo ngươi đi chỗ khác. Tôi đứng giữ cửa phòng và lắng nghe mọi sự bên trong. Nè, giữ hồn nghe ông thầy thuốc. Trong người tôi có biết chuyện lạ lùng. Biến chuyện thế nào trong người ông ra sao? Sao nóng chán cái ruột gan và chôn dán mặt mày. Ôi sao mà bại hoại cả tứ chi như côn trùng răng rít bò khắp châu thân. Nhịp dạng triệu thu muôn đang chui vào thể xác. Theo như tôi biết thì đó là triệu chứng phát khởi của
bệnh cùi. Trời, tôi mắc bệnh cùi nghĩa là bà vừa cho tôi uống hai chung rượu độc. Không, không, đó là rượu quý Nhượng Phong dành khi hợp cần giao bôi.
phát hiện để vào trời nam. Bây giờ tôi là một gánh nặng, bà níu tôi sẽ rơi vào đại dương tôi tâm. Xuống vực sâu ta sẽ dựng lên căn liều nhỏ, bằng tóc xanh nhị ca vô tội với phụ thân của muội, và muội không ngờ nhị ca lại tới nơi này. Làm sao ngờ được, trong khi có cả trăm tên thầy thuốc đến đây xin trị bệnh, ta đuổi về hết, chỉ chờ Tân Xuyên mà thôi. Hà Đô, vào theo dõi tên đệ tử của Tân Xuyên, ta mới phát giác được sự mạo hiểm rột dại của tên Suy Tình. Trời ơi, mi dân bậy đã bắt nhị ca, quán thù chỉ đến thế. Đó là tính cần mẫn của kẻ làm dược, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Giáo chúng đâu? Trói Tân Xuyên lại. Không, nhị ca, mang râu vào, cố gắng đi ra cửa để mụ thu xếp các tên này. Đừng đi vô ích, đứng lại. Mi cũng không thể đi đâu. Buông tay ta mau. Không. Buông. Không. Giáo chúng đừng cho tên này thoát thân. Mau đóng chặt các cửa lại. Tại sao lại đóng chặt các cửa? Giáo chủ ơi, Hà Đô trừ đóng chặt cửa nẻo để dỡ thoái vũ phu vũ học đó. À, thì ra Hà Đô đã dỡ trò bị ổi à? Không không, thưa giáo chủ. Im. Chính mắt ta thấy, tai ta nghe, mi đừng kiếm lời biện bạch. Biết phòng của Nga Bảo tranh tại sao Nga dám tự tiện vào đây. Tôi đến để bắt một tên đối nghi đầu vô cùng lợi hại. Vì gấp rút quá cho nên không kịp xin lĩnh bề trên. Mi vừa nói rằng giáo chủ chiến đấu có thể tử thương, và mi đang bắt đồ thay thế địa vị cao nghiêm. Như vậy là Hà Đô
miệng lại để nghe ta nói. Đan Lý Mi đã chết sau khi ta diệt xong phái Thanh Thành, nhưng vì còn phải dùng mi lôi kéo anh hùng hào kiệt về giáo phái Võ Lâm Nhất Thống mới thành hình, nên cái sự sống của mi mới được dây dưa kéo dài cho đến hôm nay. Trời ơi, ta đã bị lừa dối. Cũng như sư phụ, sư thúc, sư huynh, sư đệ của mi đã bị mi lừa dối, mi phản bội sư môn được, thì có trung thành gì với ta? Môn đệ đâu? Bắt đầu móc mắt nó. Giáo chủ, trước khi đi, xin giáo chủ cho người đưa vị lương y ra về. Đâu? Vị lương y đâu rồi? Dạ ở đây. Vì ông Hà Đô truyền lệnh đóng cửa cho nên lão ra không được. Cho nên tiên sinh làm đúng theo lời dặn của ta chứ? Dạ, giáo chủ hay tin, đôi khắc nữa là có hiệu nghiệm à. Vậy thì ta giữ lão ở đây đôi khắc nữa. Không, hãy giữ hắn ở đây suốt đời. Sao? Hả? Đừng mong qua mắt được ta, Tấn Xuyên. À, Tấn Xuyên. Đường rộng thênh thang mi không chịu đi, lại chui vào ngõ hẹp đường cùng. Ta phải rửa mối nhục. Mi đánh ta rơi kiếm 3 lần trên đỉnh Thái Sơn trước mặt của hôn. Tuy ta đang bị chất độc công phạt và với 2 bàn tay không, ta cũng có thể tránh khỏi 500 thế kiếp của ngươi được. Đừng phách lối, đỡ chiêu thức của ta đi. Tông Xuyên à! Tại sao mày cứ bay lắm con em nhát vậy? Chuyên lén lúc giết ngươi. Mi không bằng lòng giết sau lưng thì bây giờ ta giết trước mặt đây. Khoan, giết kẻ bị thương thì quá tầm thường, đâu xứng đáng là giáo chủ. Cùng ta động thủ, ta sẽ ký cho 3 chữ đi xuống diêm đình. Lại thêm một tên mang đôi chim liền. Phải, đây là dấu hiệu nằm trong tay nhau. Mi đã biết nơi nào có máu xương, nơi là chúng ta xuất hiện, làm cho người nằm trong tay người đời đời kiếp kiếp thương nhau. Đại ca, mặc kệ giang hồ dị nghị, chúng ta hợp sức lại giết nó. 100 người hợp sức cũng không sao, cứ việc nhào vô, nếu không ta chém trước. Đó! Trời ơi, đỡ tim gãi rồi. Thôi chạy. Chạy đi đâu? Đứng lại. Hả? Người ơi. Tiêu khiển như muốn giải lao của kẻ lữ hành, mà con diều lá kia như bạc vàng mua bán. Nếu không đó là sự bận tâm thì xé nó đi. Yeah.
con hoàng hôn, nhìn những con thuyền lá chơi dơ dưới dòng sông trăng suối gió. Khi tạo vật bắt đầu vào ngủ thì lòng người trăn trở khó nằm, thông thả lật từng trang quá khứ, nhờ trắng soi vết tích cuộc đời tư. Chắc ân nhân không khác hơn tại hạ. Khác, khác nhau một trời một vực. Huynh đài nhờ trắng soi quá khứ, tôi bới đất vàng chốn canh diều kỷ niệm chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa thu hình trong cánh diều bị xé, nằm lặng thinh một thanh gươm đào quyệt dở dang. Có thể nào ân nhân cho tôi mượn cánh diều kia xem thử? Dân đâu có chi trở ngại, người hãy cầm đi. Những vần thơ chính tay tôi viết, nét gai chanh chạy trên sớ lá cây, vết máu khô hiện rõ dấu ngón tay, vì dối giả để gai cào da thịt. Ân nhân, làm sao ân nhân có được cánh diều này? Có người nhờ tôi chôn cất, cũng như nhờ tôi xả thân bảo vệ huynh đài. Thật vậy chăng? Ai lại có thiện tâm với một kẻ giết người chẳng gốm tay, khinh bỉ người không gốm miệng? Ai? Tuệ Khương. Tuệ Khương? Phải, nàng là người yêu của ta đó. Sao? Tuệ Khương đã yêu đại hiệp à? Ấy, cô gái ấy với tôi tuy một mà hai, dẫu hai mà một. Nhìn cùng đôi mắt, khóc cùng dòng châu, nói cùng ý nghĩ, cùng lớn cùng yêu cho đừng ngủ lạnh những sầu bạc phận, còn hai là hai lối sống khác nhau. Kẻ chăn trâu bận nhìn đồng cỏ, người lại mang gương xuôi ngược sông hồ. Tôi yêu nàng và nàng một già yêu tôi, mưa dầu nắng lửa nào vui pha tình. Gặp tình duyên mới, nhưng cứ sao nàng chẳng quán cùng tôi, chẳng xui ân nhân viết tên phản bội, lại nhờ ra tay cứu vãn cuộc đời. Có lẽ là nàng vẫn yêu huynh đài tha thiết như ngày xưa, thả trêu đùa giỡn chạy tung tăng qua suối qua đèo, cùng tựa dây nhau nhìn lên không trung lơ lửng cánh diều. Dĩ vãng kia chiếm nửa phần hồn phách, chiếc huynh đài là nàng tàn tất tâm linh. Còn tôi yêu nàng bằng khối óc ngu si quả tim mù quáng, nàng nhờ tôi bảo vệ huynh đài từ nào dám từ nan. Nàng vui vì cứu người thương, tôi vui vì thấy tình lương vui cười. Tôi và nàng giống như cánh diều bị xé, nửa phần quá khứ nửa phần tương lai, quá khứ thần tiên, tương lai địa ngục.
chọn chiến trường trong xác thịt mạnh. Quá khứ thần tiên tương lai địa ngục phải mặc, tôi bỏ lại sau lưng một dòng suối nhỏ, một cánh đồng xanh tiếp giáp đồi thông rừng. Có bầy trầu sữa gặm cỏ sớm chiều đợi tiếng tù và báo hiếu về chuồng. Khi trăng phương đông cài lên mây trắng dần thì mô lặng xuống phương đoài. Hình ảnh đó tôi cho là quê mùa trần tục, mong tìm hào quang trong cuộc sống đi rong. Nhưng ngày lại ngày qua, tôi mất thầy, mất nghi bạn, mất cả tình nhân. Hôm nay huynh đài muốn lui về những ngày xưa thân ái à? Và bước đầu của sự lùi về là xin ân nhân cho cánh diều này sống lại. Trên thế gian thiếu chi những kẻ chết đi sống lại. Ân nhân không được chôn cánh diều này, trả nó lại cho tôi. Không, không được. Bằng hữu nào đó cướp giật món gì của đồ đệ lão hả? Kìa, sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. À, hà đồ. Thế ra trong 3 tháng ta bế quan luyện công, nữ đồ chưa giết tên phản phúc này à? Sư phụ ơi, con đành mang tội chết. Sư phụ. Im. Nếu ta là sư phụ của ngươi thì có bao giờ ngươi xô ta xuống hố? Chắc chắn ngươi rất lạ lùng vì ta còn sống. Sư phụ ơi, con rất đau lòng khi biết được sư phụ nương thân trên chiếc nạn. Tội của con nhiều lắm, chết đến 100 muôn kiếp nữa cũng chưa vừa biết tội này. Hãy khai hết tội ác đi rồi chết. Muôn ngàn lần xin sư phụ rộng tình. Im. Hà đồ, hãy nói mau. Thưa sư phụ, con đã làm cho đại ca bị bắt, nhị ca lâm trọng bệnh, bảo trân sư muội bị ép chuyên, môn phái bị xóa tên. Còn hiền đệ của ta thế nào? Sư túc. Sư thúc không còn nữa. Trời, ta phải trừng trị, ta phải trừng trị tên ác đồ Hà Đô. Sư phụ. Sư phụ ơi, tam ca đã biết ăn năn hối cải thì xin sư phụ bao dung để cho người chuộc tội lập. Cho trời thôi dần đất thôi. Đâu đang để cho ân nhân mang lại sự sống còn, bằng hy sinh cuộc đời hành hiệp vì ta giả từ lứa tuổi xuân xanh. Xếp trời phải tan theo mây xám, là bão buồn phải lặng lúc tành, để
cho hoa hồng nở lại hoa cúc mọc lên, chim hót díu dòn đón mừng đời mấy quán đàn. Hà Đô, ta thương ngươi như Tân Cương, Tân Xuyên con của ta, cho người đảm đương chức vụ quan trọng là đường chủ điển võ đường, đối xử chưa bao giờ thiên vị, thế tại sao người lại manh tâm phản phúc chứ hả? Tam ca, trong cuộc sống ai dám chắc mình không lầm lỗi, những kẻ biết mình lầm lỗi đáng khoan dung hơn người có tội, mà buộc thiên hạ phải nghe theo việc quấy của mình, đem lời nói mình làm chân. Tam ca chết, người ta sẽ nói đáng đời cho đứa bảo tàng, chi bằng cứ sống đi trừ bảo giúp dân, đến khi tàn thân kiếm sĩ cũng được người khen kẻ khóc ngàn thu rằng tiên anh hùng. Sao đêm nay lại có tiếng hú lạ kỳ? Tiếng của quái vật hay là tiếng của con người? Hai con và thầy hãy chia nhau mỗi người một hướng, tìm xem tiếng ấy là gì. Xin vâng. Sư tỷ, Hà Đô đâu? Hãy giao hắn đây. Muội, muội không nên giết một người đã biết ăn năn cải hối. Nếu kẻ sát nhân chỉ biết ăn năn là hết tội, thì ai cũng có thể sát nhân, và cuộc đời này sẽ không bao giờ bình yên, dù chỉ một ngày một buổi. Nhưng sách có câu lấy đức báo oán, và sách cũng dạy trả thù cho mẹ cho cha. Sư tỷ phải giao Hà Đô cho tôi. Bằng không? Bằng không thì thế nào? Thì tôi và sư tỷ mít lòng trước rồi hối hận sao? Dừng tay lại, có Hà Đô đây. Hà Đô phải. Phải đền tội với phụ thân ta. Hà Đô. Khoan, cô nương ơi, giết chết Hà Đô rồi phụ thân của cô nương sống lại, hay là thay chất lên thay máu pha vào máu cho thù thêm nặng quán thêm dài. Lợi trong phút giây mà hãy ngại ngại, giết người rửa hận chưa phải là tài, mà còn tạo thêm ly loạn đó đài, cho cõi đời này đâu đâu cũng thấy tan tóc u hoài, lấy đức làm trọng cảm hóa kẻ thù mới là người chỉ đáng theo thánh hiền giải khuyên. Đạo ba là ai mà đỡ đầu cho tên tham bào, gì thì cứ nói thẳng ra đi, chẳng có mục đích chi ngoài lòng bác ái khoan dung, và lão ba đây với bản môn rất quen thuộc. Tâm trạng của tôi tan tóc não nề, mọi sự khuyên can đều vô ích, chỉ biết quán thù mà thôi. Chính lão đây là người có lắm quán nhiều thù, cần phải giết Hà Đô trước hơn cô nương, nhưng lão lại dành cho đứa gian ác con đường chuộc tội. Mong cô nương cũng hành động như lão. Bằng sư muội muốn huynh phải chết thì cứ ra tay, nhưng nhớ cho rằng huynh không phải là kẻ giết sư thúc. Không ngươi thì ai? Chiêu cơ. Chiêu cơ à? Được rồi, người chết trước Chiêu cơ sẽ theo sau. Không, bất đắc dĩ lão bộ cô nương phải thu gươm lại. Kìa, có tiếng hú lại nổi lên. Hà Đô hãy đi tìm xem. Vâng. Không, Hà Đô phải đền mạng phụ thân ta. Hà Đô, Hà Đô. Tuệ Khương con, thầy tìm trên núi, còn kiếm giấy trũng cố khám phá cho được tiếng hú kia. Đi con. Vì hú nghe ớn da gà quá sư bá ơi. Kìa kìa,
Có ca ở đây nè, mà mình không thấy nữa. Để tôi gõ cửa xin tá túc đêm nay. Quái vật, quái vật. Không, không, em chính là... Đứng lại. Chính là cái gì? Hình như đây là một con giả nhân được ai đó nuôi dưỡng, mới có mặc quần áo và biết nói tiếng người. Phải rồi, một con giả nhân vừa mang bệnh cùi lại vừa điên loạn. Sư bá nên đề phòng, lúc nó hú lên tức là nó thèm thích người đó. Trời ơi, các người đừng sợ. Tiếng hú của tôi có lắm nguyên nhân, vì đau đớn ngứa ngay khắp châu thân, vì oán hận không còn nơi chất chứa, vì đói không cơm, bệnh không thuốc chữa, vì cô đơn nên không ai dám đến gần. Thế ra ông đây không phải là giả nhân à? Dạ phải, mà tôi cũng là người có cha có mẹ, có một người anh võ không cay thế, chia ly nhau vì đối xử hiểu lầm, rồi tình cờ tao ngộ giữa sơn lâm, mặt nhìn mặt như hai người xa lạ. Sư ba ơi, tôi nghe tên này quá, đúng là giả nhân của bọn tà môn. Vì những sai lầm một thứ độc công, tẩu hỏa nhập ma, tật nguyền loạn trí. Có thể lắm. Biết đâu chừng tên cùi này có liên quan đến sự mất tích của Tân Xuyên và gia phụ. Đúng rồi, nó đang mặc bộ quần áo của thầy tôi kìa. Tôi nhớ rõ, sau khi cứu được thầy thì thầy nóng mê man. Tôi vội vã giấu thầy trong hang đá, lấy bộ đồ này nè, tôi gối đầu cho thầy tôi rồi chạy đi kiếm thuốc. Chừng trở lại thì thầy tôi không còn ở đó nữa. Giả nhân, phải chăng mi đang mặc quần áo của Tân Xuyên? Dạ, hả? Dạ phải. Nghĩa là mi đã sát hại em ta. Không, ta xẻo từng miếng thịt của mi để mi phải thét ra sự thật. Khoan, sự thật là Tân Xuyên không bị kẻ lạ người dân sát hại, mà bị hành hạ dưới tay của người anh ruột Tân trở lại hang không thấy Tân Xuyên, tức
là Tần Xuyên đã tỉnh dậy đi cứu ta. Cứu ông rồi, Tần Xuyên thấy ông bị trúng độc tô cốt hương, không thể sử dụng sức mạnh. Tần Xuyên liền trở lại sào huyệt của Nhượng Phong tìm thuốc dài. Đây là thuốc giải độc tô cốt hương. Phải, Tần Xuyên nhờ tôi trao lại cho ông. Bảo hãy xem Tần Xuyên như đã chết. Khi nào ông bị người ta hạ hiếp là cô Tần Xuyên xuất hiện bên ông. Qua hình dạng loài ác thú giả nhân. Bây giờ xin phép cho tôi từ giả. Khoan hãy đứng lại đây cho tôi nhân với Tần Xuyên hiền đây. Rằng anh của nó thê thảm thân danh sầu đau tất giả thức trắng năm canh tàn tà nhớ em. Làm mưu sâu kế độc đê hèn, đưa môn phái vào đường tiêu diệt hại cuộc đời võ hiệp của Tần Xuyên. Càng suy nghĩ càng thêm hổ thẹn, muốn tự tử cho rồi chứ đâu dám nhìn đồng đạo võ lâm. Nhưng vì trách nhiệm phục hưng môn phái nên đành sống gượng mà nghe quán dạy tinh thần. Dù Tần Xuyên thương ông và dù ông tưởng nhớ cũng đừng nên gặp nhau, chắc rằng ông sẽ khổ vì Tần Xuyên ngày nào đã thay hình đổi dạng. Thay hình đổi dạng là thế nào? Thầy của tôi mặc áo chư tăng quy Phật pháp, hay là tiên ở trong hang đá lạnh lùng? Ông với thầy tôi quen nhau từ trước hay là mới gặp giữa đường? Làm ơn ông nói rõ ràng hơn nữa và dẫn tôi đi tìm kiếm thầy của tôi. Trước thầy trở lại võ lâm, phục hưng môn phái diệt quân gian tà, bằng thầy quyết niệm Di Đà thì trò cũng mặc cà sa theo thầy. Mến của ngươi, nhưng đừng hy vọng gặp Tần Xuyên. Dù tại nơi này Tần Xuyên đang có mặt, sợ dĩ Tần Xuyên còn kéo lê kiếp sống là muốn âm thầm giúp Tân Thương phục hưng môn phái thanh thành. Nghĩa là em ta cũng toan tự tử như ta. Tại sao? Tại sao? Tại vì nó oán hận ta hay là tại nguyên do nào khác? Còn ngươi, ngươi là ai mà hiểu rành mọi sự? Xin hãy xưng danh và cho biết sư môn. Có như thế mới là người chánh trực, hành sự quang minh trên chốn giang hồ. Và ta mới tin lời nói của ngươi, ta sẽ mạnh dạn uống thuốc này để giải độc. Bằng không, bằng không ta xin cảm ơn lòng tốt đã biên thuốc này lại cho người đây. Trời, mi đã hại sư ba ta. Tránh ra. Đứng lại. Vì sự sống của đại ca, ta quyết liều mạng với ngươi. Nhưng ta không sát hại. Tránh ra. Ông ơi, tôi xin tình nguyện uống viên thuốc kia. Nếu là độc dược thì tôi xin được chết. Vì Tân Cương chính là anh ruột của chàng trai mà tôi mến yêu thờ phượng suốt đêm ngày. Rồi đại ca của tôi sẽ uống viên thuốc kia thứ nhì.
cũng bởi vì mang một hình hài bẩn thỉu cho nên tôi đành giấu tên giấu họ, giấu quá khứ giang hồ dĩ vãng tình yêu xa xưa ấy. Những ngày mưa nắng, những tối trắng sương, tôi và sư muội mang gương hành hiệp đi trên các bụi. Cội cây xanh vậy cô nương tình tôi lương thiện, mà đừng buộc xưng danh hiệu của sư môn. Dù tiểu bối giữ kín thân danh sự nghiệp cũng không thể nào qua mắt lão già này. Tiền bối là ai? Vô danh cầu đạo. Vô danh cầu đạo, ôi đẹp đẽ thay bốn tiếng hiền lành. Bối muốn theo tiền bối, muốn làm người cầu đạo vô danh. Tiểu bối còn trẻ, nợ võ lâm ngang gánh với nợ tình, thì đừng gửi tiếc nhớ cho phái Thanh Thành và làm cho Bảo Trân đau khổ. Thế ra người này chính là Tân Xuyên. Trời nhị ca, sao tiểu bối lại tự tạo cho mình muốn nổi xót xa trong khi Bảo Trân vẫn yêu tiểu bối? Yeah.
rằng vì tương lai và hạnh phúc của tiểu bối, lão mới hiện thân để khuyên dạy. Tiểu bối nên nghe lời của lão, nên ghi nhận tình cảm của lão đối với anh em của tiểu bối rất to lớn sâu xa. Nhưng vạn sinh muốn biết tôn danh quy tánh liên quan, cùng thanh thành phải ra sao? Nếu tiền bối thương mến vạn sinh thì có lẽ quen thân gia phù. Cho tiểu bối. Tiểu bối gặp sư bá của tiểu nữ bao giờ? Bao giờ cũng gặp. Tuệ Khương theo dõi giúp đỡ các đệ tử bấy lâu nay là do lệnh của sư bá. Nhờ vậy mà sư bá mới biết Tân Xuyên đang bị bệnh cùi. Vậy xin người đưa tiểu bối đi gặp phụ thân. Nhưng trước hết, lão muốn dùng chân lực chữa bệnh cho tiểu bối. Hả? Dùng chân lực chữa bệnh cho nhị ca? Không, chân lực là một sức sống của tiền bối. Lẽ nào giáng sinh lại cướp sự sống của tiền bối làm sự sống của mình? Nhưng chính lão muốn Tân Xuyên không còn bệnh tật như người cha mừng rỡ khi thấy con mình hớn hở trong
đừng oán hận ta, mà hãy tự trách nàng á. Biết ta là phường phóng đảng đa tình, cớ sao lại yêu ta? Sư bá ơi, dường như những phong vừa sâu ai xuống hố á. Để ta buộc sợi dây này vào gốc cây trên miệng hố, rồi lần xuống dưới cứu người. Biết đâu ấy là một nhân vật ưu tú của võ lâm. Nhưng được cũng được. Sao vậy? Công lực của sư bá chưa có phục hồi, xuống hố sâu không được đâu. Để tôi đi cho. Không, để cho ta. Ngươi biết võ nghệ, ở trên này đề phòng bất chắc, ta xuống hố mới phải. Giang Tế, đưa tay lên. Không đưa. Giang Tế mới đưa tay lên, còn ta không phải Giang Tế, ta đưa tay xuống, chịu không chịu thôi. Không phải Giang Tế thì đứng bên hố bên này để làm cái gì? Tự giận được không? Tại sao lại tự giận? Tại... Tại sao? Ta nhớ sư muội của ta quá. Sư muội của nhà ngươi là ai? Ngân Nga. Thôi, đừng có nói nhảm. Bản cô nương là Ngân Nga đây. Ồ, Ngân Nga đây. Ngân Nga. Quách Tám. Ngân Nga ơi, kiếm em hụt thời. Quách Tám đây có nhớ hay quên rồi? Chớ quỳnh nhớ Ngân Nga qua trời qua đất. Vừa tức, vừa ức, vừa khóc. Từ sớm mai tới chiều biên ăn, biên nằm, biên ngủ. Đi lang thang suốt ngày suốt đêm. Thôi 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 nín đi chàng ơi, lao với ai đừng lao với con nhỏ này. Mũi rất khổ tâm vì thương sư mẫu. Biệt tích tìm kiếm chẳng thấy. Rồi tiểu huynh thấy rồi em ơi, muốn tìm có khó gì. Thương huynh đi, huynh sẽ chỉ cho. Vậy chứ muội có nói không thương huynh hồi nào đâu. Nghĩa là muội thương huynh không? Thương lắm. Thiệt hay không cưng? Thiệt chứ sao không thiệt. Thiệt sao đứng xa quá vậy, đứng gần chút coi. Kỳ quá à. Đứng gần chút đừng hôn miếng coi. Thôi đi. Hứa dắt người ta đi tìm sư mẫu, quên rồi sao? Đừng nóng. Huynh phải đứng đây chờ sư bá trở lại. Sư bá đi đâu? Ông đi xuống hố cứu người ta kìa. Kìa. Ông vác ai lên kìa? Chiêu cơ. Phải, Chiêu cơ bị Nhượng Phong đánh rơi xuống vực sâu, nhưng may nhờ vướng cành cây cho nên thoát chết. Bà dám hủy bỏ lời giao ước giữa phụ thân của bà và phụ thân của sư bá tôi để yêu thương Nhượng Phong. Lẽ nào Nhượng Phong lại xử tệ với bà như thế? Tôi không tin. Bây giờ tin hay không đều vô ích đối với tôi, bởi vì tôi đang cần cái chết, muốn được võ lâm đồng đạo băm dụng thịt dụng xương, chờ rơi xuống vực sâu chưa đáng tội tày trời, không phải Hà Đô mà chính tay tôi đã giết thân phụ Bảo Trân. À, nếu thế thì ta phải trả thù cho sư nương ta mới được. Ngươi phải chết. Khoan, hãy để cho nàng nói hết lời cái đã. Tân Cương. Chiều cơ em. Em, tại sao em lại bị nạn như thế này hả? Tân Cương ơi, Nhượng Phong vừa xô em xuống đáy vực sâu. Hả? Nhượng Phong à? Phải. Bởi tên ác bào tham tàn Nhượng Phong giả mạng. Sau khi diệt Thanh Thành, thắng phụ nghĩa bạc tình, ngờ đâu gặp lại Tân Cương. Nói gì? Nói tiếng ăn năn, nói lời thú tội, nói nỗi xót xa
niềm tôi nhục. Để anh xuống mạnh tay gươm dọn đường địa ngục đó. Ăn năn chuyện cũ nhắc lại làm gì? Ta đã cứu mạng nàng và nàng đã tặng cho ta một viên thuốc dùng giải độc tô cốt hương. Ồ, nói vậy sư bá uống thuốc giải độc rồi à? Thì uống rồi, ổng mới có đầy đủ sức khỏe đưa bả từ hang sâu lên mặt đất đó chứ. Ồ vậy hả? Trời ơi, mùi quá xóa, mùi quá xóa. Vậy để huynh xô mũi xuống hố rồi bắt trước sư bá bồng mũi lên đất bằng. Đi đâu? À kìa, chiêu cơ còn sống đấy à? Sống đây nhìn ngài đền tội của mi. Ta đền tội hay chúng mi còn mê ngủ? Thật là ngây thơ cho một lũ chim muông. Đến bước đường cùng mà vẫn tưởng thoát qua lưới sập. Quách Tam, ngưng nha. Hãy lo bảo vệ chiêu cơ để ta răn dạy tên hung ác này. Khá lắm. Dương Phong, mi chạy đàn trời. Nhượng Phong, đứng lại. À, Tân Xuyên. Phải, tử thần đã đến gõ cửa nhà mi. Tân Xuyên, con huynh nên tiếp đệ đây. Giao chung. Thi hành. Bọn bay đã ngửi phải chất độc tô cốt hương rồi. Hãy nằm đó nhìn về phía Thái Quyết Ngôn mà khóc với cái đầu lâu của thân phụ bay đang treo lủng lẳng đó. Thôi đừng lỡn lối xem đi. Thấy chưa? Mi ngạc nhiên vì sự mất sức mạnh phải chăng? Có lẽ ta bị trúng độc tô cốt hương. Phải, ta đã nãi chất độc tô cốt hương. Thắng lợi hôm nay của ngươi không một chút dễ dàng mà tràn đầy nhục nhã. Ồ, thắng cách nào cũng là thắng. Được rồi, ta mất bảo căn thì mi phải thế nàng ở trong đêm hạnh phúc của ta. Đi. Ồ, Tuệ Khương, huynh lên đây giải thoát cho muội đây. Tuệ Khương. Tội lỗi để dẫn hạ đô vong tình. Đây thấy để nghe kẻ tà gian sám hối lỗi lầm, chớ mong sum họp duyên nợ thơ mộng đã trễ rồi. Hỏi hạ đô hiền huynh. Còn nếm cỏ xanh thì ta còn ngủ dưới trăng khuya ru lại mấy phiên tình. Cúi mặt vào quỳnh cho cõi tâm tư gắm chuyện đôi mình. Nghe tình ai chưa lành thương thích má lại ửng hồng. Oh,
lại cánh diều với những vần thơ. Mình còn tóc để nối sợi dây, thả diều lơ lửng ngàn mây như hồn hai đứa mình bay bồng lên trời. Trùng quang lại ngậm ngùi biệt ly. Hương mùi hạ huynh, hãy tin tưởng mũi còn sống mãi giữa đôi tay màu nhiệm của huynh đài. Đôi tay sẽ đưa mũi trở về quê xưa, bắt bước chân trường ta nối lại cuộc đời vô mục trên đồi cao hay dưới trán mù sương. Nếu có nắng mũi hồng mái tóc để đêm trường đắp ngực cho huynh, nếu có mưa huynh trùm thân mũi bằng nhiệt thành của tuổi đang xuân bằng tôi tận hôn mới học nghe duyên tình. Thập ca, thập ca ơi, ngày xưa buổi sông gần gũi tam ca như sông dưới trắng rằm đẹp đẽ. Tam ca đi rồi là tắm tôi cả không gian. Ngờ gặp được ân sư cứu mạng, người giải võ công bảo đi tìm giết tán ca. Mũi không thể giết, mới theo đôi chim vào chiếc áo choàng, nguyện đem tình yêu thuyết phục tán ca trở về nẻo sáng. Nằm trong ta nhau vỡ thuở ban đầu, đồng cỏ nối tóc làm dây hai lá làm diều tựa vào nhau hát khúc thương yêu và vĩnh viễn không bao giờ xa nhau nữa. Hương mùi đi đâu, ta sẽ giúp cho hai đứa bay gần nhau trong cõi chết. Ở kìa Tân Xuyên, Tân Cương, chúng bay đã phục hồi sức mạnh. Ai đã cứu bọn mi? Ai? Ta. Hả? Ở chiêu cơ. Giao chúng đâu? Giao chúng đâu? Chuyển động cơ quan. Chúng nó đã bị ta tiêu diệt. Và bây giờ đến lượt nhà ngươi. Hả? Người ơi, tất cả chúng ta hãy bắt sống tên hung bạo. Đừng kêu căng sắc lâu, xem bản giáo chủ ra tay đi.
đến quanh ta đông đảo thế này? Nạn nhân của ngươi hả? Nạn nhân? Những con người từ lâu rên siết dưới chân ta. Trong lúc vinh quang ta chỉ thấy quanh ta toàn là hình cây tượng đá. Mặt người đầu trâu lấm lấm khí giới, sát khí đằng đằng cục cung hầu. Đến ngày tàn ta được con người đứng lên sống tan. Con bày đầu trâu mặt ngựa kia là khung núm uống mình thay thầy đổi chủ. Ta nhớ rồi, đây là Tân Xuyên, Tân Cương, Chiêu Cơ. Còn người dơi, trước khi nhắm mắt, ta muốn biết mặt thật của các hạ. Sao cái chết của nhà ngươi Võ Lâm không còn loạn lạc? Ta chẳng cần giữ bí mật làm gì. Đây, trời bảo Trân. Bảo Trân, em là người dơi à? Phải, mưa lớn bão to là do lâu ngày nắng hàng. Biết cầm gươm bén diệt bão trừ gian là do thù sâu quán nặng của con người. Từ đây ta được tự do đi đứng nói cười, buông kiếm tép em cầm son phấn, rời thành gươm anh xây tổ quyên hương. Khi cánh giới nửa khuya tìm ăn trái chín, con người cũng âm thầm khao khát tình thương. Mà em đánh bại Nhượng Phong là do ai truyền dạy? Sau khi bị bắt, em giả bệnh để trì hoãn ngày hôn lễ. Đêm đêm em được Tuệ Khương Dương lệnh vô danh cầu đạo truyền dạy kiếm pháp. Vô danh cầu đạo? Vô danh cầu đạo tiền bối chính là phụ thân của chúng ta mà năm xưa đã bị Nhượng Phong ám hại. Em hãy đến ra mắt phụ thân đi. Tiền bối đây là... Phải, chính ta là cha ruột của con đây. Cha ơi, sao bao năm dài thương nhớ, giờ gặp nhau đây sao lệ thấm tuôn dòng nỗi mừng. Không thốt được thành câu, ôi bao la như trời lòng gia. Sinh thân mình truyền chân lực để cứu con. Mừng tuổi rưng rưng, mừng buổi đoàn viên phụ tử trùng phùng. Cha, thôi các con hãy đứng lên. Ân Cương Chiêu Cơ, Ân Xuyên Bảo Trân, các con hãy nắm tay nhau cho lòng cha được vui khi thấy các con mình hạnh phúc. Ha 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 ha.